chào tất cả các bạn đến với tập 2 của game show The Outlaw Race. Nói chung ấy thì anh em mình ngày hôm nay đã mong muốn được có một cái thử thách nó căng thẳng hơn để mình có được nhiều phần quà hơn dành cho các bạn theo dõi cái chương trình The Outlaw Race này của anh em mình. Không biết là lần này như thế nào nhờ, em khá tò mò. Anh thì anh đánh giá như này, bây giờ vấn đề là như này. Một là mình muốn có một cái thử thách nó tốt hơn để làm sao để bản thân mình được trải nghiệm thử thách đấy. Hai để đánh giá năng lực của ban tổ chức, xem ban tổ chức có khả năng làm cho mình khó khăn được không. Đó là như thế đấy. Bây giờ là không biết là mình có nên đối diện với các thử thách không nhỉ? Em sẵn sàng chưa? Em luôn luôn sẵn sàng. Em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Em sẵn sàng chưa? 101%. Áo đẹp là sẵn sàng đúng không? Áo đẹp là phải sẵn sàng. Ôi tự nhiên khi em mặc cái áo này em nhìn ra phía sau thấy có cái gì phía sau lưng. Lưng lưng bạn bị sao rồi? Ôi giời, có gì phía sau mà trông hay thế nhở? Cái sau lưng mới là limit. Và bây giờ tôi muốn ban tổ chức là mời cái thử thách của chúng tôi vào đúng không ạ? Bọn tôi mời luôn. Thử thách mời luôn. Nhiệm vụ của các bạn trong ngày hôm nay chính là đối đầu với chương trình để giành được nhiều nhiệt huyết nhất để cuộc chơi thú vị hơn. Chương trình cũng đã cử Team Flash tới đây làm đại diện để ngăn chặn các bạn. Chào mọi người, mình là Balit, mình là huấn luyện viên của Team Flash. Đây bên tay trái mình là... Mình là Đọp ạ, là thành viên của Team Flash. Mình thọ tên mình là Dương Mạnh Thắng, mình thi đấu cho Team Flash. Vị trí mình là Rulix, tên định nghĩa mình là Tinh. Còn mình là Vinet, mình là controller và cũng là những leader của Team Flash. Cuối cùng là... Còn mình là QLS, mình đang chơi vị trí Flash, là player của Team Flash. Anh em cảm thấy thế nào về đối thủ của mình? Đối dễ. Đối thủ của mình thì nếu mà là gặp trong game thì mình khá là sợ. Không khá là khá là sợ rồi. Em rất là sợ rồi. Còn thật sự là gặp ở bên ngoài này về cái kèo gì mà liên quan đến out game thì thật sự là bên này không đủ tuổi. Không đủ tuổi. Không đủ tuổi. Không đủ tuổi. Chắc chưa? Thôi. Nhìn bạn em vòng quá nhỉ? Vòng đấy. Gần hết. Nói chung là anh em mình cũng phải đợi xem là cái thử thách mà ban tổ chức cho hai bên là gì. Lúc đấy mình mới có thể gọi là có một cái nhận định nó khách quan được. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng đến với ngay thử thách đầu tiên thôi. Trò chơi đầu tiên có tên gọi là Tay To Outlaw. Trò chơi gồm hai phần chơi, phần thể thao và phần đấu súng. Phần thể thao, thành viên hai đội sẽ cùng thực hiện thử thách chống đẩy 10 cái. Thành viên chống đẩy được 10 cái trước thì sẽ giành về lợi thế trong phần đấu súng solo. Đó là sử dụng ulti của Izo. Lưu ý phải chạm ngực với Wingman mới được tính. Phần đấu súng, vũ khí được sử dụng trong thử thách đó là khẩu súng mới Outlaw. Thứ tự lượt chơi sẽ do hai đội tự quyết định. Bây giờ hãy giúp tôi chọn đối thủ của mình nhé. Đội của mình sẽ lựa chọn một thành viên gọi là yêu nhất trong team để phủ đầu bên kia với trận thắng đầu tiên. Đó là em Nguyên Di. Thế cái bên này em nhường chiến thắng cho anh em nhé. Em xung phong lên trước. Ai? Ai là? Người thứ hai có khả năng gọi là tay to nhất team trong đây. Tay to nhất là em Lạy Là. Rồi. Thằng này thì chắc để anh em gửi counter thì chắc gửi em Vanet nha. Đây em ơi. Rô, tớ nói không không rồi. Người tiếp theo sẽ đối lại gọi là song trông em Lạy Là có vẻ hơi rèn nhỉ. Thì anh sẽ cho một người tay cũng to cũng nhất nhì trong đội này, đó là em Sang Trần. Em bé mà. Em to. Anh to hơn. Sao em mà thôi, để em lên nha. Đó. Anh nhìn đối thủ lại loại với đối thủ to chứ. Thế bên em gửi người cũng tay to nghe nhá. Đâu, em thắng lên đi. Thắng lên đi. Ôi tôi xong rồi. Xong rồi. Rồi, ok. Anh xử giúp em cái. Ok. Và người tiếp theo, một thành viên, cựu thành viên của Flash, em Ninix. Lúc nào? Vừa bị đuổi khỏi FPT Flash không? Ai đây? Anh chọn cho em đối căng nhất bên này, ai nhờ? Bên này chọn nhờ? Bên này chọn.
Người giỏi nhất ra đây. Nhanh. Giờ bạn chồng sẽ trả tiền học. Không quan tâm, người giỏi nhất ra đây. 5 người vào luôn một để cho nhanh nào. Tôi xử một lúc. Thôi tôi gửi em tay to chứ nhá. Em để tay to. Ăn được. Đóng rồi, đóng rồi. Ok, lại. Thầy ơi. Em. Và người cuối cùng này. Dạ cơ. Dạ. Hey. Vô dụng nhất. Thằng cô ấy là sát thủ. Lên em, sát thủ anh. Anh ơi. Ôi em đi. Này, mình có thể thua anh kia nhưng mình chắc chắn mình thắng hít đất, được chưa? Rồi. Dạ cơ. Các bạn đã sẵn sàng cho trò chơi đầu tiên chưa? Sẵn sàng. Tin anh ơi, tự tin. Đó là cái tờ có thể dùng hợp lý hơn lúc này đúng không Vy ơi? Đúng rồi. Win đi. Chúng mình vừa khiêu. Win đi. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bên này xong trước. Bên này xong trước rồi, ba tổ chức chúng tôi sẽ check 3. Kết quả một chút nữa chúng tôi sẽ công bố. À không có. Xin mời lượt thứ hai như em Lila, em Lila đi em ơi. Cho anh. Em thua. Đội trưởng động lực chứ. Được. Chịu khó. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 1. Ui. 2. Đắp hả? 3. Anh ơi. 3, 4, 5, 7. 4, 5, 7. Không dừng bỏ cuộc. 5. Thể thao là không dừng bỏ cuộc. Trời ơi. Tất sau cái là quên rồi. Thể thao là không dừng bỏ cuộc. Đồ tin mẹ sao vậy ạ? Này con trai em nữa là em muốn thắng đó. Thế con gắt nó chống làm gì? Cảm động tình mẫu tử. Cảm động ấy. Em mới thắng mà. Mình thắng mà. Nó là như thế mới rẻ vang. Mặc dù là không có tâm nhưng mà em thắng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chồng em. Em sang. Hết đồ cho. Em sang chân. Em nói chứ em không biết trong đây. À thì thôi. Thôi thì thôi. Em hơi yếu nhá. Đồ em nhẹ. Em đánh hơi yếu. 2, 1, bắt đầu. 1. Ghế 3. Không ngừng bỏ thôi. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Win rồi. Su. Thể thao là không ngừng bỏ cuộc. Ok. Xin mời lượt đấu tiếp theo. Chẳng hẳn là. Được. Ủa. Bài kinh. Được. Đánh 3 bóng hít đất rồi anh em. Rồi, anh tìm một người tay nhiều quá. 3, tỏ mặt tới đó. 2, 1, bắt đầu. 1 Thắng luôn rồi. Yes. Chưa phải làm gì được. Xin mời lượt đầu cuối cùng. Nè, đây rồi. Em nói được. Người mạnh nhất nào? Đúng. Chống một tay đi anh ơi. Ok không ạ? Xin mời vị trí ạ. Chống một tay thôi anh ơi. Đúng rồi. Xin mời vị trí. 3, 2, 1, bắt đầu ạ. Em chủ quan blank luôn rồi. Nữa là ôi. Ôi. Sau lưng anh ơi. Là cuối cùng ai thắng hả? Ba người anh ạ. Một người anh ạ. Ngừng bỏ cuộc. Yes. 1, 2, 3. Lê Hải Vũ. It's you and me. Tỷ lệ win của mình đi nữa.
nè. Bây giờ nhá, 2 tỷ%. Hai người tiếp theo chỉ cần thắng, hai anh em mình không quan trọng nữa. Đúng rồi. Bây giờ đây là thắng. Em sẵn sàng, còn bọn anh không cần phải lấy món gì. Mình chỉ cần chạy bao đúng không? Cũng nhanh nào. Ready. Set. No distraction. My ult is ready. Now. Fucking go. Oi. 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 Người ta đang chia tôi bình tĩnh. Oi. Fucking go. Oi. 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 Người ta đang chia tôi bình tĩnh. Oi. 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 Bây giờ Ninh chỉ cần thắng là anh không hề phải thắng. Yes sir. No distraction. My ult. Không, anh để cho đội trưởng anh quyết định. Đúng rồi. Tôi để cho đội trưởng anh quyết định. Thành bại là tại ông này. Giờ anh làm sao được làm nhá. Nên nhớ, đây mới là trận đầu tiên thôi. Mình thua, mình còn nhiều trận nữa. Được chưa? Rồi. Yes, sir. Click nào, click nhanh nhất Việt Nam. Quan trọng là tốc độ. Quan trọng là tốc độ. Đúng người rồi. Hơn đây em bắt tay bao nhiêu chịu bao nhiêu. Chán ông ảnh thật ý. Thì ăn để bắn sao? Biết gì thế, tổ chức đầu cuối thì không ngừng bỏ cuộc, không ngừng bỏ cuộc. Nào. Không không được. Không ngừng bỏ cuộc. Yes. Bỏ. Thôi bỏ cuộc luôn. Thôi bỏ đi. Ok, chào mừng anh em đến với trò chơi xoay vòi voi. Xoay vòi voi. Tôi xin nhắc lại. Xin nhắc lại luật chơi như sau. Từng thành viên của mỗi đội sẽ thực hiện vòng xoay vòi voi 10 vòng, sau đó di chuyển về khu vực thi đấu bắn bot ở chế độ khó. Mỗi lượt chơi gồm một thành viên của mỗi đội. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng hãy giơ tay lên chúng tôi ạ. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Vòi voi. Vòi voi. Sẵn sàng. Ok, vậy bây giờ tôi sẽ đếm 3 2 1 bắt đầu thì cặp đầu tiên sẽ bắt đầu nha. 3 2 1 bắt đầu. 1 2 3 4 chậm có lợi 5, hơn chậm có lợi hơn 6 7 8 9 10 đây bình tĩnh. Lên 20 là đẹp gì? 20 là đẹp gì ơi? 18 hay gì? Hay gì? 22 30 luôn rồi. 30 luôn đi, 30 luôn. 30 tròn luôn này. 501 24 25 Ui 26 Thôi 27 rồi. 27 được rồi. 27 thôi. Xin chúc mừng Nguyên Thi và Malik. Theo tôi quan sát ở đây bạn được mấy vòng? 27 Nguyên Duy là 9 điểm. Còn Malik thì là 12 điểm. Trời ơi, bắn hộ rồi. Trời. Tuy nhiên chưa phải là kết quả chung cuộc. Chính xác. Nó là tổng. Thật sự là nó hơi choáng một xíu nhưng mà tại vì
cái lý do mà em vắng được tầm 9 điểm thôi tại vì em tự tin với anh em của em. Xin mời Malik cảm nhận ạ. Thấy bình thường, tại vì này thì bên kia gì cũng thua thôi. Tôi không chơi nhiều rồi. Lỗ tai có cứt ráy vậy, nghe không rõ vậy. Xin mời cặp đội tiếp theo bước lên ạ. Thành công. Tại đây em. Thôi. Xin chắc anh cho quay được. Cũng phải 28. Chiều là 30. Không ngừng nỗ lực, không ngừng bỏ cuộc. Không được cố gắng. Chứng mà sao không nhận được. Ok, vậy thì mời hai bạn bắt tay và bắt đầu thực hiện thử thách luôn. Gấp đôi người ta đi. 9. Gấp đôi người ta đi. 10. Rồi. Đừng lên. Cả nút chơi kìa. Chơi. Rồi, được rồi. Cái nút chơi. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đúng em ơi. Mày để điều đừng tin em ơi. Thôi. Quay trở lại cái cua này. Đấy. Vẫn là một hay đâu em ơi. Hay rồi. Đấy. Không vấn đề gì. Thấy chưa? Làm sao lại vẫn hơn điểm mày. Cái tổng bạn được bao nhiêu điểm? 12 ạ. 12. 12 ạ. Thôi, Flash đang lên dẫn trước rồi. Ok, các bạn đã sẵn sàng cho lượt chơi thứ ba chưa? Sẵn sàng. Xin mời hai người chơi của lượt chơi thứ ba hãy bước lên một bước. Tính hai cái năm của bạn như sao về đối thủ của mình? Cũng được, cũng hơi giòn. Không nhà được đâu. Anh Trần, bạn nghĩ sao về thử thách xoay vòi voi? Em nghĩ là nó sẽ hơi khó đối với em tại vì em bị tiền đình. Em xoay chắc tầm 25 vòng em mới chóng mặt cơ, 10 vòng không vấn đề gì. Thằng này hồi đó trong đội hip hop. Ngày xưa em ke đầu ghê lắm ấy, không mưa. Ok, vậy thì hai bạn hãy bắt tay và sau đó tiếp bắt đầu thực hiện thử thách. Ok, bắt tay hẳn thôi. Không đùa em nữa. 3, 2, 1, bắt đầu ạ. Từ, ai đây? Chọc rồi. Nếu như hai bạn đã sẵn sàng, hãy cùng chuẩn bị bắt đầu nhé. Bắt đầu!
Chậm thôi, không vấn đề gì. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Anh cam. 6. Người ta bán xong rồi ông ơi. 7. Ôi. Rồi cứ từ từ thôi. Người ta bán xong rồi á. Người ta bán xong 2 lần rồi. 8. Ê. Người ta về hết rồi. 9. Cắt cho em mất. Rồi khỏi đỡ ra đi, khỏi đỡ đi. Khỏi đi ông, tự vào ông, tự làm ăn đi trời. Nào ông bắn đi tôi xem nào. Nào, con Lick nhìn ra không? Không, trời ơi. Hai cảm giác của bạn thế nào? Ao chỉ. Hay dù có cái chiến thuật đúng không? Xin mời cặp đấu cuối cùng mọi người hãy bước lên đi ạ. Ok. Tôi sẽ đếm từ 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi từ từ nào, bình tĩnh thôi nào. Chấp luôn. 3, 2 này. 5, 2 này. 6. Nhắn luôn lên đây ơi. Trong những bốn này. Mời đó em. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. Em còn tỉnh lắm. 9 này. 10. Ông này tiền đình tốt. Ông này tiền đình tốt. Tôi lo được, các bạn để tôi. Dễ không mà, bắt đầu. 2. Để tôi lo. Ui. Tôi lo. Tôi sao vẫn không nhìn nữa. Tôi lo cho. Ôi sụp rồi. Đó là dễ. Mượt nhờ. Thôi ăn chặt thôi, Tôm đi, bông chủ đi, Mình bố cái chuột. Chập luôn. Được chưa? Hay quá nhờ. Hai bên có thể cho một chút nhận xét về cái thể thức này được không ạ? Vui. Ok, vậy thì chúc mừng đội không ngừng bỏ cuộc. Các bạn đã có chiến thắng tại phần thi Win to Win. Vận động thế là đủ rồi, lần này chúng ta sẽ kiếm phần thưởng trong game. Luật chơi như sau: hai đội chơi sẽ chọn ra 3 thành viên thi đấu một trận 3v3. Tuy nhiên, cả hai bên sẽ không được sử dụng tai nghe. Đội nào giành được 7 round thắng trước sẽ giành chiến thắng. Với cái khả năng gọi là chơi game câm điếc như mình thì mình nghĩ rằng là cái tự game, cái thử thách này vô cùng đơn giản. Vui. Mà nếu mà không có tai nghe ấy thì mình nghĩ là game này khác gì game A đâu. Chỉ game Tesla, bất cứ ở đâu cũng một thứ gì đó rất là nguy hiểm. Yes. Sẵn sàng. Để ở đây là sẵn sàng luôn ơi. Sẵn sàng. I need some info, man! Go, 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 go!
Không bom được đâu. Bom anh. Bê. Cô này, cô này. Đi bên đâu rồi? Ra đường đen ơi. Ra đường kìa. Ở đây, đang sao. Đái ơi. Để sau lưng nha, cái thế sau lưng á. Thấy giờ mày đấy. Thấy giờ. Kìa. Đúng rồi. Kìa. Đái. TV. Phát! Có phát nha, Lấy bên, Smoke! Rồi! Gỡ luôn đấy! Ô! Anh em ơi! Cái này làm sao? Làm mau! Bình ơi, lần sau TV để ý tí nha em nhá. Không quan như lăng. Anh gọi anh để ý tiểu tiết lắm. Không ngừng bỏ cuộc. Chúng không ngừng bỏ cuộc á. Chậu. Ui, đau lưng quá. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Hai, bốn. Ra đây. Cuối shot nè. Vô hô nè. Rồi. Thấy cái thế. Tay le đường nè. Ôi. Yếu, chữ 30. Ok. Trời ơi. Tập trung mà, rồi. Hàng cái 1 làm được. Đấy, móc shot là giao được lên đây. Ok. Đang bắt kìa. Đọc mép ơi, gọi là game sen đấy. Nhà vô địch nó phải như thế. Đau lưng quá. Đúng em bớt thật. Ui. Nhiều lắm. Yes sir. Cẩn thận cùi lửa. Beautiful. Bước làm gì? Bom đi kìa. Bom chưa? Sao anh? Một đi phao này. Đấy. Sao? Mà tại sao chúng ta chơi game không tiếng mà có một người trong team mình quất vậy ta? Ủa lại vậy cơ? Đi soi này. Đây, một đi. Một chỗ này. Chỗ này. Một bậc cam này. Một tắc. Winnable em ơi. Winnable em ơi.
bay, đi 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 bay. Chết rồi. Tập cụ quá. À, đi đâu? Đi đâu mà? À, tay lên, tay lên. Rồi. Yes sir, sir. Chạm 7 là win đúng không? Còn 4 đào anh em ạ, đơn giản thôi. Rồi, nào. 2B 1 bit này. Ôi. Thấy gì chưa? Ôi, gỡ kìa. Ui dồi ôi. Cái thế là cái này. Như thế là một đẹp nhỉ. Yếu hơn, yếu hơn nhá. Nào. Họ biết anh ngắm A. Ôi giời ơi, cái gì đây? Ngắm A gì đấy? Sao ngon mà? Chạy đi đâu ơi? Tính ơi, đứng yên em ơi. Ê, anh bảo này, từ từ nói chuyện. Hello. Đây, đấu trí này, đấu trí này. Một chút đấu trí này. Sót sai đấy. Ai không biết phải. Cú sao đi. Đọc đi, sót sai đấy. Mời em làm chi tiêu họ em A. Đi lòng. Một chút binh binh à, một chút binh binh à. Một chút binh binh à. Một chút binh binh à. Rồi anh em là stack đi 3 này, 3 luôn nhá. 3 này, 3 này. 3 này. Một chút 3 này. Ok. Đánh tập trung vào đánh xe đi. Dễ, cứ 3 xong mày đi ngang bên lót đi. Xin lỗi. Một chút 3, một chút 3 ấy. Thế. Ô đi luôn này. Ba luôn anh em ơi, ba luôn anh em ơi. Đấy. Mời bác sai, bác sai nè, một chút bác sai nè. Ôi, đừng vào nhau đi. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Ôi, chạy đi, chạy đi. Ê, bóng bóng bóng. Ê, ôi, ôi. Cứu anh em ơi, cứu em. Bên đâu đây, bên đâu đây. Bên nào, bên nào, đây cửa, đây cửa. Bóng bóng rồi Jack, đúng rồi. Ôi, bên đầu, hết rồi. Không có bom được. Bao nhiêu đây? Đây, đi A đi. Cái gì vậy? Đi A đi, đi A đi. Này, CCTV này. Này, đang chưa thấy ai này. Trong đây này, Cyber đây này. Cyber đây này. Rồi, nó đây rồi. Đi rồi. Bốn bốn nha, bốn bốn. Anh em chạm vào là họ gỡ ấy chứ cả, không nghe hộ à? Sao đâu nghe gì ấy? Sao nhỉ? Đi A đi, đi B đi. Không ngừng bỏ cuộc. Giờ mình đeo kèo, đứng ra đợi luôn.
Một phút cả. Dạ, đủ được luôn hả? Ta tức đây em. Ôi ôi. Thất bại rồi. Hai. Có con tí, Ủa tì à. Một chút đi bê lon nè. Hút ca được đâu ơi. Hút ca được à, cái gì? Biết gì mà cái hút ca. Tì bia vào xa này, Hút tì rồi, tì bia rồi. Rồi em đợi sẵn. Ulti Saver thấy trên minimap. Mình không làm trò đấy được. Ây giời, không ổn rồi anh em, không ổn rồi, chạy bảy cơ. Đi cùng nhau này. Đi cùng nhau. Không ngừng bỏ cuộc. Không ngừng bỏ cuộc. Chuyện này. Đi anh em ơi, đi thôi. Ê, xô. Ấy. Ôi ôi. Ê, xô. Chút tele á, một chút chạy vô tele đặt cam á, chơi hát á. Văn cũng hành thua ấy. Văn hành thua là kêu người ta chơi hát đúng không? Phát hiện địch rồi. Đây rồi, tình huống gọi then chốt nằm đây à. Gây cấn này. Giờ đi đâu nhỉ? Một chút đi càng quét vô cái sai bót phát bên kia ông ta. Cái sai. My god. Cái gì đây? Dạ, 121 đâu? Không phải 121 đâu, chắc gì đã là 121 nha. Ôi, cái gì đấy? Chỉ một máu đâu. Bắt đầu lên nha. Hello! Có nghe thấy đâu thì có tai nghe đâu mà nghe. Thôi. Đó là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Nên bao giờ mình không tai nghe quá nhiều. Ba anh em mình thì lại còn thấy em anh em mình đã nhắc về chủ đề rồi. Có kinh nghiệm thi đấu trong những cái trận đấu mà
đã có cái thể thức này rồi. Đúng vậy. Cho nên là đi đâu cái thứ biết hết. Một từ dành cho bên kia trong cái chế độ này nó là ngập. 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 Chúng ta hãy cùng đến ngay với trò chơi thứ tư. Trò chơi tiếp theo sẽ là cơ hội cuối cùng để các bạn có thể kiếm được những phần thưởng mang về dành cho những fan hâm mộ của mình. Trò gì? Cả hai đội sẽ được bước vào trận một trận đấu đội sinh tử đội. Yes sir. Yes sir. Nếu vượt qua thử thách, các bạn sẽ nhận được thêm 10 phần quà. Yes sir. Chế độ sinh tử đội này cũng khiếp đấy, cái bên kia là họ đánh 5 tuyển thủ đấy. Họ có sự kết hợp và các thứ đấy. Bình thường là sinh tử đội là em dùng để em warm up rồi. Đúng rồi, và họ dùng nhiều hơn để warm up. Đúng rồi, họ ngày nào họ cũng phải dùng mà, nên mình chẳng... Một buổi là tập của mọi người bên kia, em thử cho mọi người biết là tập cái sinh tử đội này khoảng bao nhiêu trận để bắt đầu vào bàn tay. Thực ra là team em là... Thực ra là nhiều sinh tử đội lắm, nhưng mà em là không phải. À, thực ra là em tay to. Anh em mình là gì? Không ngừng bỏ cuộc. Không ngừng bỏ cuộc. Không ngừng bỏ cuộc. Không ngừng bỏ cuộc. Chính xác, tôi là không ngừng bỏ cuộc. Chế độ này là một trong những chế độ rất là tốt để mà anh em có động tay. Nhưng mà bên này thì bên chắc bên kia. Tại vì cơ bản là mình huấn luyện viên mình không chơi game, mình không vào thi đấu nhiều. Cho nên là mình sẽ làm nhiều thứ khác. Coi như là cách gì 5-4 bên kia mà thua thì chắc hơi nhùm nhà. Ôi giời ơi, tôi có streamer, tôi không chơi nhiều đâu. Thế mạnh đến tôi cũng 5-4 tôi cũng lâu này. Được chưa? Sợ nó chứ. Có tên thuế rồi. Ở đây chắc bên kia tiếp. Chấp thì chấp ngoài. Không cần chấp. Không cần chấp. 90% những người thua cuộc đều nói chấp. Tôi cũng được như thế. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy hô sinh tử đội. 3, 2, 1. Sinh tử đội. Trò chơi tiếp theo sẽ là cội cuối để các bạn kiếm được phần thưởng. Hai đội sẽ bước vào một trận team deathmatch. Nếu giành chiến thắng trước team Flash, đội chơi sẽ giành được 10 chiếc gối lưng Valorant. Ông nào đây? Ông đó mà. Lẻ lắm, ôi không được em ơi. Cố gắng lên cả nhà, cố gắng lên cả nhà ơi. Nhiều sát quá, nhiều sát quá, nhiều sát quá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Xin máu, xin máu, xin máu. Đây đây đây. Nhảy nhảy lên. Ôi. Wait 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 wait. Ôi. Đan. Này em ơi, anh bay này, anh bay này. Chó này, chó này. Mới quá. Trời ơi, bên này thật sự là non á, non cái hen á. Lấy gì đánh cho nó nghe nữa. Đây, đây, đây. Feel infect. Cái gì vậy ta? Cô vờ ngay. Run. Thế, chuẩn bị. Ôi. Ôi.
On me. It's you and me. Oi, I got he got me. Oh no. Đâu, give me máu. Ôi à, một ngách. Một chạy của bọn em. Hai mít, nhiều lắm. Làm luôn. Làm gói nè. Ui trời. Ê, I got. Rồi, xong rồi bạn ơi. Ui, đông quá, mít đông lắm, 4 mít lận anh em ơi, bỏ. Ui. Hai. Focusing. I got all of them. I got them. Hey. One more. Không ngừng cố gắng, các bạn đã giành được chiến thắng. Alo. Nghe gì nhỉ? Kiểu im im các bạn, mình không biết tại sao nhỉ? Mà Linh có thể chia sẻ là tại sao mọi người lại thua trong chế độ vừa rồi? Chắc còn quen đây. Đơn giản là cho mấy bạn viewer phần quà cho streamer. Làm gì? Nói chuyện đơn giản. Nó là phức tạp. Đơn giản sao mà chơi. Ok, mời đâu. Mời đâu có thể tiến lên. Mới chơi rất là vui ạ. Nói chung giao lưu với anh em là tăng thần lên. Ngày hôm nay mình đến đây chơi với anh em chủ yếu là vui thôi là chính. Chứ còn mình thắng nhà vô địch Việt Nam cũng được thì nó chia với anh em này. Ồ. Vô tay. Ai cũng có. Chúc anh em năm mới làm ăn phát tài, tiền vô như nước. Sức khỏe dồi dào. Và càng mắng càng lên tiếng Anh. Cảm ơn. Merry New Year. Có đuổi này rồi. Chúc anh em vạn sự như ý, là tỷ sự là như mơ, triệu chưa bất ngờ, vạn vạn hạnh phúc và được không ạ? Chúc mọi người thật kiếm được nhiều tiền để có để donate cho anh em chúng tôi trong buổi đại chiến. Ở đấy có tiền đây này, cái gì cũng quên nhỉ? Em tưởng đấy. Bọn em rất cảm ơn các anh chị VNG vì đã tạo điều kiện cho bọn em được tham gia một cái chương trình như thế này. Tuyệt vời. Bên cạnh đó là rất là nhiều những sự kiện đang mong chờ và là đón chờ chúng ta trong giai đoạn 2024. Hy vọng năm nay thì tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt và tiền donate cho anh em mình nó ồ ạ. Em sang. Nói chung thì gửi lời cảm ơn đến các anh chị VNG cũng như là anh chị Baron thì Can cũng đã nói rồi. Yes sir. Thôi, gửi một lời chúc đến cho tất cả các bạn khán giả. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và ủng hộ Valorant Việt Nam trong năm vừa qua và mong rằng trong 2024 các bạn vẫn sẽ đồng hành và ủng hộ nhiều hơn nữa. Và mong rằng các bạn sẽ cảm thấy là thích thú với cái series game show này. Và mong rằng trong tương lai VNG cũng có thể tổ chức thêm nhiều game show như này nữa. Trước khi các bạn tắt cái video này đi, khi mà video đang ở cuối chương trình rồi, đừng quên kéo xuống để lại một like, một comment, một sub luôn. Mỗi một comment được chưa? Mỗi một comment tặng ngay một cái bóng cho em. Một comment tặng ngay một cái bóng. Tặng ngay một cái bóng cho em. Được không ạ? Tin tưởng mọi người bộ bài. Ok. Và đây là chương trình The Outlaw Race. Anh em mình đâu nhận được đâu. Các bạn người xem nhận được. Yes sir. Chính các bạn đấy. Tất các cả bạn nhìn cái gì? Chính các bạn nhìn được. Tất cả những phần quà mà anh em mình ngày hôm nay đã đạt được trong những cái thử thách trong chương trình lần này đều sẽ được tặng cho tất cả các bạn người xem. Thế nên ai nhận được phần quà cho xin luôn một con số 1. Ai nhận được phần quà thì cho xin luôn một cái subscribe.
Hợp lý luôn, chính ra nhá là cái chương trình ngày hôm nay ấy, anh em cố gắng rất nhiều. Đúng. Từ việc hít đất này. Đúng. Từ việc bịt mũi quay lòng vòng này. Đúng. Xong rồi từ thử thách đấu với các player cực kỳ chuyên nghiệp. Đúng, 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 đúng luôn. Để làm gì? Cố gắng với để làm gì? Để dành tặng. Ôi đẹp quá, đúng không ạ? Cái đầu tiên thì không biết là em Layla em cảm nhận sao về cái chương trình ngày hôm nay? Thật sự đây là một chương trình mới lạ. Thì nó cũng góp phần cho nâng cao sức khỏe của các player. Thế em? Không, em thấy thực sự là hơn 2.000 cây số bay vào đây đủ đáng đấy. Đủ đáng đấy. Okay. Thế là em nguyên gì sao ạ? Em thấy chương trình này như nào so với bản thân trải nghiệm của em? Vui. Vui. Cái này kiếm lời rồi. Vui. Bắt em sang chân. Đây là một cái cơ hội cho anh em mình được gặp nhau. Vì ra ngoài kết nối được có những hoạt động cũng như là được trải nghiệm của chương trình mà nó thật là rất là vui. Chương trình lần này em thấy là cũng sẽ cho được các bạn người xem có những cái tiếng cười, mong mong là tiếng cười và cũng như là những phần quà đến từ các anh chị VNG. Xin cảm ơn các anh chị VNG rất nhiều. Vâng, vâng, vâng. Cái chương trình ngày hôm nay thì trước tiên là chúng ta phải cảm ơn các anh chị VNG. Đấy, gần Tết rồi, chị tạo ra một cái chương trình vô cùng ý nghĩa. Cũng như là cho anh em được trải nghiệm những cái trò chơi, những cái nó ngoài cái in-game đúng, trong ngày của bản thân mình. Và cũng như là để cho là một phần quà dành cho anh em viewer đang ngồi xem đây. Những anh em đang ngồi tủm tỉm cười xem màn hình. Bạn biết gì, bạn biết gì đúng không? Biết gì ạ? Cũng cảm ơn các anh chị viên gì một lời vì đấy có một cái địa điểm. Quật nhất luôn nhá. Nó là tòa nhà gì ạ? Another Sài Gòn by LG. Gần sâu gì ạ? The Outlaw Race. Rất nhiều. Wonderful. Và không gì dừng lại đó. Chính xác luôn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những số tiếp theo và những trò chơi mới hơn và những đội tuyển khác và có thể đội tuyển nước ngoài trong tương lai. Sẽ đi nộp về đây đấu với em. Sẽ đi nộp và hai bạn đây hợp lý gì đó. Em thấy em gặp tên gì nha em ạ? Chơi con Zoro đi. Được. Chơi con Zoro đi. Vui. 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 Vui.